Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast DeFi Discussion. Đây là nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện và chia sẻ với nhau những cái góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là mảng thị trường DeFi. Chủ đề của DeFi Discussion tuần này thì chắc chắn nó là một cái điều gì đó rất là nhức nhối với nhiều anh em đang tham gia sử dụng các sản phẩm ở trên các cái hệ sinh thái điển hình như là Ethereum, các cái layer 1, layer 2. Thì trước khi đi vào cái cơn đau này, cái điểm nhức nhối này thì như thường lệ chúng ta sẽ dành thời gian để gặp một người đồng hành rất là quen thuộc với chúng ta trong cái series podcast này ha. Rồi hello, xin chào Tiến. Ok, chào anh Nguyên ha. Thì xin chào tất cả các bạn. Thì rất là vui khi được tuần này mình lại có cơ hội được ngồi đây cùng anh Nguyên trò chuyện với tất cả anh em về một trong những cái chủ đề mà mình thấy cũng khá là thú vị mà cũng khá là đau đầu đối với lại những người gọi là không chỉ mới đâu, và cả những cái người cũ cũng cảm thấy khá là gọi là cũng gọi là đau ví khi nhức nhối, nhức nhối nhức nhối khi mỗi lần mà thị trường có bắt đầu trở nên nhộn nhịp trở lại, giống như là khoảng thời gian trở lại đây. Thực ra thì cái hoạt động của bọn mình vào mỗi tuần á, thì là đi thử nghiệm vọc vạch các cái sản phẩm rồi cũng tìm hiểu thông tin của các cái dự án. Nhưng mà trong tuần vừa rồi thì có thể nói là bọn mình gần như là phải nằm im, không có cục cựa gì ở trên các cái DApp cả. Bởi vì một cái vấn đề mà chúng ta có thể thấy đó là cái fee gas trên Ethereum. Thì cái lúc mà gọi là thấp nhất đi, thấp nhất và có thể coi là vào những cái khung giờ mà ít người sử dụng thì nó đã là 60 quay. Còn cái khủng khiếp nhất là cái khung giờ mà vào tầm tối tối theo giờ Việt Nam á, thì đâu đó nó tầm 3 số đúng không Tiến? Tầm khoảng đúng. 100 100, thậm chí có thời điểm lên tới khoảng hơn 300 quay. Thì rõ ràng là để mà gọi là thực hiện một cái thao tác ở trên Ethereum bây giờ, một cái thao tác thông thường thì cái chi phí mà tính theo đô thì đâu đó nó sẽ khoảng tầm 30-40 đô. Thì đâu đó cái công việc này, cái con số, cái chi phí này thì gần như là nó không thể tiếp cận được. Thì không biết là từ cái góc nhìn của Tiến á, thì đâu là cái lý do nguồn cơn của cái con số mà nó khủng khiếp như vậy trong tuần vừa rồi? Thì theo như em thấy á, đầu tiên nếu chúng ta nói về một cách kiểu đơn giản nhất thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là khi mà thị trường nó bắt đầu có xu hướng tăng trưởng trở lại, thị trường bắt đầu nhộn nhịp trở lại, thì người ta sẽ có cái nhu cầu của người ta, khi từng nhu cầu sử dụng mạng lưới của người ta nó bắt đầu sẽ tăng lên thì sẽ dẫn đến mạng lưới nó càng nhiều giao dịch hơn thì sẽ đẩy fee gas cao hơn, như chúng ta vẫn thường hay hiểu như vậy. Vì về nói về cách cơ bản thì những cái blockchain EVM hiện tại chúng ta vẫn đang bị một cái vấn đề gọi là EVM bottleneck, tức là càng nhiều giao dịch thì càng nhiều người sử dụng, càng nhiều giao dịch thì fee gas trên mạng lưới sẽ được càng dần đẩy lên cao. Nếu anh em có thể check một vòng đơn giản trên Etherscan thì anh em có thể thấy trong khoảng 24 giờ trở lại đây, và có lẽ là mình thấy đa phần ngày nào cũng vậy, trong khoảng một tuần trở lại đây thì những cái đơn vị mà sử dụng fee gas nhiều nhất thì đang hầu hết là những cái layer 2 như là Arbitrum, Optimism, zkSync hoặc là Base hoặc là Scroll. Thì nếu không nói tới Arbitrum hoặc Optimism, bởi vì hai blockchain đó đều đã có một cái lượng người sử dụng gọi là tương đối ổn định, gọi là native rồi đó, những cái real user người ta ở lại, người ta sử dụng những cái blockchain đó. Thì nói tới những cái đơn vị tiếp theo, chúng ta có zkSync, chúng ta có Scroll, chúng ta có Base, đều là những cái layer 2 mà được gọi là được hint về những cái hoạt động airdrop khá là nhiều thời gian trở lại đây bởi những cái hunter, những cái người đi farm airdrop đó. Thì mình nghĩ đó là một phần để mà họ đẩy cái fee gas lên cao. Thứ hai là nếu anh em để ý thì trong khoảng độ 1-2 tuần trở lại đây, chúng ta có một cái cơn sóng meme cũng không phải gọi là quá nhỏ, nhưng mặc dù không phải quá lớn nhưng không thể gọi là quá nhỏ. Cơn sóng meme này thì bắt đầu ở trên hệ sinh thái Solana với lại sự tăng trưởng của token meme là con Whip, tức là Dog Whip Hat. Thì mình thấy là nó có vẻ là có thể là sẽ đã lan ra một số những cái layer 2 và có thể là lan ra cả Ethereum với một số các meme nhỏ trên những cái hệ sinh thái đó. Thì đó là một trong số những cái lý do mà mình thấy là những cái fee gas đang bị đội lên trong những cái ngày gần đây. Những gì mà Tiến chia sẻ là nó nằm ở cái tab gọi là gas spender, tức là những cái đơn vị mà sử dụng gas nhiều nhất ha. Top đầu thì thường là dễ dàng nhận thấy là các cái layer 2.
Đúng rồi, hoặc là như em đã biểu xíu xíu, hoặc là một số những cái dự án cũng khá là hot trở lại trong khoảng thời gian trở lại đây, như mình thấy giống như là dự án Ethena, một cái dự án làm về stablecoin mới được ra mắt trở lại đây, được khá là nhiều quỹ đầu tư nổi tiếng họ invest vào, đó cũng thu hút những FOMO đến từ cộng đồng. Yeah, và có lẽ là mình nghĩ là điều đó là đã đẩy cái sự thúc đẩy cái sự hoạt động của mạng lưới đẩy lên cao, và dẫn đến là chúng ta gặp phải cái tình trạng phí gas luôn ở mức cao trong những ngày trở lại đây. Cái câu chuyện về Ethena và cái rủi ro cũng như là những cái cách thiết kế của họ thì bọn mình cũng đã có một cái tập dành riêng để nói về cái câu chuyện đó rồi, thì anh em nào quan tâm đến từ khóa đó thì có thể tìm kiếm lại để có thể theo dõi. Bổ sung cho Tiến một xíu là anh thấy có cái mục là Gessler, tức là cái mục mà những cái đơn vị mà hấp thụ ra nhiều nhất, thì đứng top đầu vẫn là Uniswap và Tether. Thì chúng ta có thể thấy là một phần cái phí gas ở trên Ethereum layer 1 nó bị đội lên cũng là vì những cái những cái hoạt động mà có thể coi là giao dịch thường ngày thì của những cái tay chơi lớn mà người ta có nhu cầu giao dịch ở trên layer 1 á, thì thông qua những cái thông số này thì chúng ta cũng có thể thấy phần nào được cái sự trở lại của những cái hoạt động sôi nổi ở trên các cái blockchain. Hồi nãy Tiến cũng đề cập là những cái layer 2 họ đang là những cái đơn vị mà xài ga nhiều nhất, tại vì về cơ bản là họ sẽ cần phải hiện tại nha, trước cái 4844 á, trước cái nâng cấp Dan Kun á, thì họ sẽ phải dùng Kun Data để cho cái khâu data availability của mình, thì cái việc đó thì nó sẽ hiện tại thì nó vẫn rất là tốn nhiều chi phí, và nó cũng giải thích phần nào là lý do tại sao mà khi mà các cái layer 2 hiện tại nó đang thu hút được sự chú ý thì họ cũng là những cái đơn vị đứng top đầu ở trên cái mục là những cái đơn vị mà xài ga khủng khiếp nhất ở trên layer 1. Thì có một cái thắc mắc, đó là chúng ta nói nhiều về cái câu chuyện là blob rồi, blob transaction á, của cái một cái thay đổi ở trong cái nâng cấp EIP 4844 á, thì nó sẽ có lợi cho layer 2. Nhưng mà anh có một cái điều thắc mắc là sau Dan Kun, sau 4844 thì đâu đó nó có cái lợi gì cho layer 1 hay không, và cái câu chuyện phí ga tắc nghẽn ở trên layer 1 hiện tại thì sau Dan Kun nó có cái thay đổi gì hay không? Bởi vì cái thời điểm mà bọn mình thu cái podcast này thì cách một tuần, đâu đó cách khoảng một tuần khi mà Dan Kun lên sóng, nhưng mà khi mà đăng á thì có thể là chỉ cần 2 ngày nữa thôi thì Dan Kun sẽ lên sóng, thì có thể là đâu đó nó sẽ có một cái sự dịch chuyển nào đó hay không đối với cái hoạt động trên layer 1 và cái phí ga ở trên layer 1. Thì không biết Tiến nghĩ sao về cái vấn đề này? Yeah, thì theo như em hiểu thì cái EIP 4844 là nó sẽ cho phép là giới thiệu một cái loại transaction mới, tức là một cái block carrying transaction, mà một cái transaction mà mang block, tức là cái block đó thì nó sẽ mang dữ liệu và nó sẽ được chứa trong block, nó sẽ mang dữ liệu và được đứng kèm vô trong transaction. Những cái batch transaction sẽ được gửi từ những cái sequencer từ cái L2 về, và khi mà gửi về L1 thì nó sẽ được đính kèm vô trong block của Ethereum luôn, và sẽ được lưu trữ trên cái consensus layer của Ethereum, và nó sẽ bị được loại bỏ khỏi cái mạng lưới sau khoảng 4096 epoch, ở thời điểm hiện tại đang khoảng là khoảng đâu đó khoảng 18 ngày. Thì theo em nghĩ như vậy thì nó sẽ giúp như cho phần nào. Thứ nhất đó là nó sẽ giúp cho những cái dữ liệu được không, tức là trước khi cái nếu mà ở thời điểm hiện tại, trước khi cái EIP 4844 này ra đời, thì khi mà việc mà lưu trữ lại những cái data trong quá khứ, nó có quá nhiều data trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà vận hành node của những cái validator trên layer 1. Thì ok, phần này nó sẽ giúp giảm bớt được cái gánh nặng đó đối với lại những cái validator ở layer 1. Đó là một cái khía cạnh mà em thấy là nó đỡ được phần nào những cái áp lực trên Ethereum. Không biết là anh Nguyên có ý kiến gì về phần này không? Anh thì anh nghĩ là sau Dan Kun khi mà có cái blob á, thì đâu đó cái action, cái gọi là cái phản ứng của cộng đồng á, thì sẽ, anh nghĩ là nó sẽ có một giai đoạn là cái phí gas ở trên L1 nó sẽ giảm. Bởi vì thay vì phải dùng cái Kun Data, thay vì tất cả các cái ông layer 2 hiện tại, như chúng ta thấy dữ liệu cho thấy là hầu hết các cái ông sử dụng ga nhiều nhất là layer 2 đúng không, thì phần lớn nó đổi từ cái Kun Data. Thì khi mà tất cả những ông này chuyển sang xài blob á, thì cái gánh nặng ở trong một cái blob nó sẽ được giảm. Thì đây là cái phản ứng đầu tiên sau Dan Kun, anh nghĩ là nó sẽ có cái sự giảm cho layer 1. Tuy nhiên á, thì anh gần đây anh đọc được một cái đề xuất, nó là EIP 7623. Thì cái đề xuất này
do Vitalik viết ra. Nó chưa có một cái thảo luận nào mà sẽ bỏ vô cái nâng cấp tiếp theo là cái nâng cấp Electra sắp tới á, thì nó chưa có một cái thông báo nào hết. Đây nó mới chỉ là một cái bản thảo thôi. Thì cái 7623 này nó nói cái gì? 7623 này nó nói là bây giờ là mấy ông layer 2 không xài Conata để cho cái sử dụng Conata cho data availability nữa, chuyển sang xài blob. Thì bây giờ tôi đề xuất là đẩy cái phía ga của cái Conata này lên, tức là bây giờ nếu mà muốn xài cái việc lưu trữ bằng Conata thì nó sẽ tốn nhiều ga hơn, mà tốn nhiều ga thì có nghĩa là nó sẽ tốn nhiều cái chi phí hơn. Và điều này thì nó sẽ gọi là, theo cái lập luận của Vitalik á, thì nó sẽ gọi là nó sẽ giảm cái nhu cầu sử dụng Conata lại, để nó gọi là nó tạo thêm không gian, nó tạo thêm không gian cho cái blob mà như Tiến có đề cập hồi nãy là trong cái layer 2. Thì về cơ bản là cái này nó sẽ càng có lợi hơn cho các cái layer 2. Nó sẽ trùng với cái tầm nhìn là cái roll-up centric mà Ethereum đang theo đuổi, tức là cái tầm nhìn là dồn hết cái execution cho layer 2. Tuy nhiên, theo cái thông tin của mình thôi nha, mình không biết là cái này, có thể nếu như mà anh em nào mà có thông tin kỹ hơn về cái câu chuyện này thì có thể gọi là comment ở dưới cái phần bình luận phía dưới. Thì cái Conata này nó cũng chỉ là một cái cách để lưu trữ dữ liệu thông qua smart contract và lưu trữ ở trên blockchain. Thì gần như là các cái hoạt động ở trên Ethereum layer 1 đó, thì nó sẽ đâu đó nó sẽ vẫn phải thông qua cái Conata này. Điều đó đồng nghĩa với việc là nếu như mà cái Conata này nó bị đội cái gas lên á, cái chi phí cho cái Conata này nó đội gas lên á, thì những cái ông nào mà đặt nền tảng ở dưới layer 1 thì có thể mỗi cái thao tác á, mỗi cái đơn vị thao tác thì nó sẽ bị đội lên. Thì lúc này trả lời cái vấn đề hồi nãy mà Tín có đề cập là sau Dancool thì anh nghĩ là nó sẽ có một cái giai đoạn mà cái phí ga, cái hoạt động ở trên layer 1 nó kém sôi nổi đi. Nhưng mà khi mà giả dụ như mà cái đề xuất 7623 này của Vitalik được thông qua thì chúng ta sẽ chứng kiến một cái bùng nổ của layer 2. Cái đó là điều mà họ đang hướng tới, sự bùng nổ, tức là họ tạo ra cái không gian cho các cái blob nhiều hơn. Nhưng mà đổi lại thì ở dưới layer 1 nó sẽ là một cái câu chuyện nó rất là phức tạp. Thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái việc là nếu như cái đề xuất này được thông qua thì các hoạt động ở trên layer 1 đâu đó nó sẽ vẫn bị ảnh hưởng và nó bị đội cái chi phí lên khá là lớn. Thì cái đó là cái góc nhìn của mình về cái câu chuyện là sau Dancool thì nó sẽ như thế nào. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào cái câu chuyện là 7623 có được đề xuất hay không. Tại vì trước đó thì chúng ta cũng thấy là rất là nhiều những cộng đồng Ethereum, Dev Ethereum thì cũng có lâu lâu cũng hay có những cái đề xuất nó rất là tùm lum hết, cũng không phải là cái đề xuất nào nó cũng được thông qua cả. Thì cái này là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải theo dõi. Ok, thì em cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì nếu mà sau khi mà Dancool được triển khai á, thì cơ bản thì phí giao dịch thông thường vẫn được tính theo một cái định giá như trước, tức là theo ERP 1559 á. Bởi vì tức là với Conata sẽ được tính phí là đâu đó khoảng 16 gas trên một non zero byte và 4 gas trên một zero byte, thì kiểu như vậy. Còn đối với lại những cái giao dịch mà carrying block, tức là những cái JSON carrying block á, thì sẽ được tính theo một cái mức giá khác. Thì lúc đó là chúng ta sẽ có một cái cơ chế gọi là cơ chế tính giá kép đối với lại những cái roll up mà sử dụng cái giao dịch mà dưới dạng là mà mang block gửi về cái L1, chúng ta sẽ có cái đó. Thực ra thì em thấy là bên cạnh cái việc mà cái đề xuất của anh Nguyên nói với lại là cái Dancool, tức là những cái giải pháp nhằm hướng tới cái việc mà roll-up centric, thì cũng có một số những cái giải pháp nhằm cố gắng là cải thiện cái thông lượng của chính trên mạng lưới Ethereum. Bởi vì chúng ta vẫn một cách, nếu mà chúng ta hiểu một cách cơ bản á, về blockchain thì chúng ta có thể hiểu là, theo mình có thể giải thích là để scale blockchain thì về lý thuyết chúng ta phải cố gắng cải thiện những cái metric như là thứ nhất là block time, thứ hai là block size và thứ ba là finality rate. Đó là những cái mà chúng ta có thể cải thiện ở thời điểm hiện tại. Thì mình sẽ không nói tới những cái khía cạnh block time hoặc là finality rate ở trong cái podcast tuần này. Ok, mình sẽ nói tới chủ đề về là block size. Thì gần đây thì em có đọc về một số những cái đề xuất họ muốn cải thiện cái block size này thông qua cái việc mà họ nâng cái gas limit lên. Thì gần đây thì anh Nguyên có từng nói trong một cái tập podcast gần đây, em có nghe của anh Nguyên nói, tức là anh Nguyên đã nói về cái chủ đề về gas limit này một lần rồi. Vậy thì trong một số những cái đề xuất gần đây ấy, thì người ta đang muốn gọi là nâng cái trần cái gas limit này lên. Bởi vì ở thời điểm hiện tại nha, là Ethereum vốn dĩ là không có cái block size limit, tức là cái họ đang dựa vào cái tính để block size là họ đang dựa vào tính cái lượng gas có trong một cái block đó. Thì
Ở thời điểm hiện tại cái target, cái mức target cap là khoảng 15 triệu và cái mức trần ở thời điểm hiện tại đang là khoảng 30 triệu. Thì có một cái đề xuất là họ muốn tăng cái mức limit gas này lên, tức là lên khoảng đó khoảng 33%, tức là tăng lên khoảng 40 triệu để nhằm một cái mục đích là gì? Để nhằm một cái mục đích là họ họ muốn qua cái nới mức rộng tăng cái thức tới nới rộng cái block size này lên để cái block size này chứa được nhiều dữ liệu hơn. Thì không biết anh Nguyên nghĩ sao về cái việc mà nâng cái việc mà nâng gas limit này lên sẽ gây ra những cái ảnh hưởng gì và những cái tiêu cực gì nhỉ? Và những cái tích cực gì nhỉ? Thực sự ra thì ở cái thời điểm hiện tại, sau khi mà thu cái tập mà Tiến nói về cái gas limit á, thì cũng khoảng 2-3 tháng rồi, thì mình nghĩ là cái câu chuyện này nó sẽ khá là khó được thông qua ngay, vì nó là một cái giai đoạn mà Denkun nó chưa đi vào ổn định sau khi mà nó được đưa lên mainnet. Thì ở cái thời điểm hiện tại thì cái câu chuyện mà nới rộng cái kích thước block ra để có thể nhét được nhiều giao dịch vô hơn á, thì nó sẽ không diễn ra liền. Còn về cái việc mà nâng cái kích thước khối nó lên á, thì mình cũng đã có chia sẻ ở trong cái tập đó rồi, tức là rất là nhiều những cái hạn chế và nó ảnh hưởng nhiều lắm. Tất nhiên là về mặt lợi ích là nó nới rộng cái đó ra, thì cái chi phí ở trong cái giao dịch, cái chi phí giao dịch ở trong mỗi cái block của cái layer 1 thì nó sẽ được giảm xuống, là cái đó là cái có thể dễ dàng nhận thấy rồi. Nhưng mà họ cũng sẽ phải, ví dụ như là Ethereum, đội ngũ phát triển Ethereum và các cái đơn vị vận hành validator thì họ cũng sẽ cân nhắc đến cái câu chuyện là liệu những cái tác động, gọi là những cái tiêu cực, nó có thể ảnh hưởng đến Ethereum hay không. Chứ cái việc là ok nói là giảm được cái chi phí hoặc là tăng cái kích thước khối lên thì nó lợi như vậy, nhưng mà họ cũng sẽ phải cân nhắc, và anh nghĩ là ở giai đoạn này thì chưa thể có được cái việc nâng nó lên liền, cho nên là cái chi phí đâu đó nó sẽ vẫn theo cái lộ trình là sau Denkun thì nó sẽ giảm một xíu, bởi vì cái Konata nó được bỏ bớt đi, nó chuyển sang block, nhưng mà sau đó thì một khoảng thời gian thì nó có thể nó sẽ đi ngang một xíu, và tùy theo cái nâng cấp tiếp theo của họ ứng dụng là gì. Ví dụ như họ chọn là nới rộng kích thước khối ra thì có thể nó sẽ rẻ hơn một xíu, hoặc là ví dụ như họ dồn hết cái sự tập trung cho các cái layer 2 như cái 7623 hồi nãy, thì có thể là cái chi phí layer 1 nó sẽ lại quay đầu nó tăng lên. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ phải theo dõi ở trong cái bản nâng cấp tiếp theo. Nói vậy thì hơi xa, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải hướng đến cái bản nâng cấp tiếp theo, đúng không? Đúng rồi, bởi vì theo như em thấy á, là cái cuối cùng mà chúng ta hướng tới vẫn là cái việc mà scaling layer 1 lại Ethereum hơn. Do theo quan điểm của em thôi nhá, là các layer 2 ở thời điểm hiện tại thì cơ bản là họ vẫn chỉ đang đang kiểu dựa vào Ethereum thôi, chứ thực ra cũng, bởi vì như em vẫn đang thường hay nói tới một cái ví dụ là các bạn muốn execute một cái meme coin hoặc một cái shitcoin gì đó trên layer 1 đi, các bạn không thể làm điều đó trên layer 2 được, bởi vì các bạn không thể làm điều đó trên layer 2 được. Nên là cho dù là roll up centric hay là những cái giải pháp khác, thì theo em thấy vẫn là một cái giải pháp mang tính tương đối là tạm thời. Cái thứ mà chúng ta hướng tới có lẽ vẫn là một số những cái giải pháp sau này chúng ta nói tới, như shading hoặc là có những cái thứ tương tự vậy, để cải thiện được cái phí gas cũng như là cái TBS trên chính layer 1. Rồi ok, thì nãy giờ thì cũng nhiều cái thông tin kỹ thuật rồi. Chắc chắn là bọn mình sẽ để những cái bài viết chi tiết liên quan đến những cái từ khóa mà bọn mình vừa đề cập để anh em có thể dễ dàng tìm kiếm, và những cái nội dung, những cái đề xuất liên quan đến cái Electra ha, là cái nâng cấp sau Denkun này, thì chắc chắn là bọn mình sẽ phải dành một tập riêng ra để nói về cái câu chuyện đó. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại đi, thì bọn mình cũng gọi là cũng không biết là sau khi cái podcast này lên sóng thì đâu đó tầm khoảng 2 ngày thì nó sẽ có Denkun, thì không biết là cái layer 1 nó vẫn còn cái hiện tượng là tắc như thế này hay không. Thì nói chung là dự báo là nó sẽ có cái tác động tích cực là nó giảm, nhưng mà cũng không biết là nó có cái gì đó, nó có cái đột biến hay là nó có, nói chung là thị trường thì rất là nhiều người tham gia vào, chúng ta không thể dự đoán được tất cả các hành vi của họ. Thì hãy giữ cho mình một cái kế hoạch là nó vẫn tắt, thì đâu đó rất nhiều anh em sẽ muốn nghe một vài cái tips ha, một vài cái góc nhìn cá nhân về cái câu chuyện làm sao để tối ưu trong cái giai đoạn mà phí gas nó tắt, và để trả lời cho cái câu hỏi chính của cái tập tuần này, đó là bây giờ phí gas nó cao quá rồi thì bây giờ chúng ta phải làm cái gì. Thì rất là muốn nghe những cái góc nhìn của Tiến về cái câu chuyện này. Yeah, thì
Đối với bản thân em là cùng là một người hay đi vòng vặt mấy cái dự án đồ á, thì cái câu chuyện mà mỗi lần mà thị trường nhộn nhịp trở lại, mỗi lần thị trường xôn xao trở lại á, mà phí gas tăng cao và kéo dài á, nó cũng là một câu chuyện kiểu đối với lại những cái người mà đã có thời gian chơi trong thị trường rồi thì có lẽ là đây cái câu chuyện không quá xa. Nhưng mà đối với lại những cái người mới, những cái việc mà các bạn swap một lệnh trên layer 2 như Arbitrum mà các bạn tốn tới khoảng 2-3 đô làm phí giao dịch thì có lẽ là vẫn là tương đối gọi là đắt đỏ đối với lại một số người. Thì cái tip của mình trước giờ là mình cố gắng là khi mà nhận ra là chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn tăng trưởng, một cái giai đoạn nhộn nhịp như thế này, thì mình sẽ có một cái chiến thuật gọi là đi hợp lý để kiểu vừa làm airdrop vừa đi tìm hiểu dự án. Tức là mình sẽ canh canh những cái thời điểm mà thị trường có những cái đoạn trầm lặng trầm xuống, thì mình sẽ bắt đầu đi làm những cái việc mà mình đã kiểu sắp xếp từ trước đó. Mình sẽ canh những cái lúc như vậy. Một cách đơn giản hơn là các bạn có thể qua những cái blockchain non-EVM khác các bạn chơi, chẳng hạn như Solana, Suiatos đó, kiểu vậy. Thì trước mắt thì mình đang có hai cái tip như vậy. Anh nghĩ là cái đó là cái tips anh nghĩ là cái tips cho những bạn mà gọi là đang muốn ra nè, đúng không? Còn ví dụ như là người mới thì người người mới mà gọi là khá là sốc với cái việc là phải trả 2 đô cho một cái giao dịch ở trên layer 2 và vài chục đô cho Ethereum, thì không biết có cái tips gì cho các bạn mà mới tham gia cái thị trường DeFi này không? Thì các bạn có thể, thứ nhất như em đã nói là các bạn có thể chuẩn bị, các bạn canh đến khi nào mà thời điểm nào mà gas về mức vừa ý đối với lại bản thân, vừa với túi tiền của bản thân, thì các bạn có thể bắt đầu gọi là đi xào chẽ. Hoặc là để đảm bảo hơn thì các bạn có thể bridge một ít tiền dư dư gì đó, đâu đó khoảng 100-200 đô gì đó để làm phí gas trên layer 1 là Ethereum, và đâu đó khoảng 10-20 đô gì đó để làm phí gas trên những cái layer 2 như là Arbitrum, Optimism, Starknet hoặc là Scroll đó. Thì với đó là chưa kể cái phần vốn của các bạn nhé, đó là mình đang tính phí gas thôi đó. Thì các bạn có thể cover được những cái phí gas ở thời điểm hiện tại. Mình thấy cái mức đó là cái mức đang 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 có thể chấp nhận được vào thời điểm hiện tại. Nếu mà ví dụ như là với một người mới mà đang bắt đầu từ sàn CX, sàn giao dịch tập trung, thì thứ nhất là nên đọc những cái bài viết hướng dẫn để check gas ở trên Coin68, đúng không? Là cách check gas, thời điểm nào thì nó thấp, nó phù hợp với túi tiền. Cái thứ hai là khi mà rút tiền từ CX về các cái sàn tập trung, về các cái ví on-chain, thì nên có một cái lượng, chuẩn bị một cái lượng dôi dôi ra, nên chuẩn bị cái tinh thần là phí ra nó đã 30-40 đô rồi thì chuyển một cái lượng dôi dôi ra, chứ mất công là nhiều khi các bạn bị sốc rít ra thì thấy tiền tự nhiên bị hao hụt đâu một mớ, thì cũng 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 chuẩn bị tinh thần trước và chuyển chuyển dôi dôi ra một cục như vậy. Thì thì một vài cái tips nho nhỏ để cho cái tập podcast này nó mang tính chất timeless. Nó có tính chất nghe lại một xíu, tại vì cũng không biết là sau cái tập này thì liệu phí ga nó có biến động gì nữa hay không, có thể nó sẽ giảm xuống. Nhưng mà ít nhất là những cái tips này thì đâu đó có thể giúp các bạn chuẩn bị cho những cái hành trình của mình trong cái không gian DeFi trong thời gian tới. Thì mình nghĩ là DeFi Discussion tuần này nó dài rồi, và hy vọng là anh em sẽ không quá bị ngợp và cũng sẽ có đâu đó những cái thông tin hữu ích cho mình, cũng tìm được cho mình những cái thông tin, những cái từ khóa hữu ích để chúng ta có thể chuẩn bị cho một cái tuần mới đi vọc vạch các thứ nó hiệu quả hơn và nó tiết kiệm hơn, thì nó đỡ đau ví hơn như Tín có nói. Thì DeFi Discussion lần này cũng dài rồi, thì bây giờ sẽ là lời chào của Tín gửi đến các bạn đang nghe podcast ha. Ok, thì rất là cảm ơn những anh em hiện tại đang nghe tới cuối tập podcast ngày hôm nay ha. Hy vọng là mình sẽ lại có dịp được ngồi đây trò chuyện cùng anh em trong những tập sắp tới. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này, và chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha. Rồi, bye bye anh em.